là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Nhắc đến Đông trùng hạ thảo thì nhiều người lầm tưởng rằng đó chỉ là sản phẩm dành cho các anh nam giới tăng cường sinh lực, nhưng nó cũng có tác dụng vô cùng tuyệt vời đối với chị em phụ nữ chúng ta khi sử dụng để chăm sóc sức khỏe của mình. Sản phẩm mà Nga muốn nhắc tới đây đó chính là sản phẩm Đông trùng hạ thảo Hongchu Wonhuan. Vâng, đây là sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc và được các nhà khoa học nghiên cứu với chiết xuất từ 75% là đông trùng hạ thảo. Các bạn đã biết là đông trùng hạ thảo có rất nhiều các axit amin đạm thực vật rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều vitamin như A, B1, B2, C, D, E, K và các nguyên tố vi lượng như sắt, canxi, kẽm, đặc biệt là xilen. Rất ít các vật chất trên trái đất này chứa xilen, và xilen là một trong những chất giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng vô cùng tuyệt vời. Kết hợp với các thành phần khác như là táo đỏ, táo gai, mật ong, gạo nếp, sắn dây lại giúp cho chị em của chúng ta sử dụng trong các giai đoạn mà cơ thể người phụ nữ cần phải trải qua như giai đoạn tuổi dậy thì khi sử dụng sản phẩm này nó sẽ giúp tăng cả về chất lẫn về lượng và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể, giúp cho chúng ta chuẩn bị cho giai đoạn trưởng thành làm mẹ một cách tốt nhất. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn trước thai kỳ. Khi mang thai là vô cùng quan trọng đúng không ạ? Nhưng ít ai để ý rằng trước giai đoạn mang thai mà chúng ta bồi bổ cho cơ thể người phụ nữ đầy đủ vi chất vi lượng và có được sức khỏe tốt nhất thì chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận một thai kỳ khỏe mạnh, giúp cho thai nhi cũng có được đầy đủ chất dinh dưỡng. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn sau khi sinh. Sau khi sinh thì cơ thể phụ nữ sẽ bị suy kiệt sức khỏe đi rất là nhiều, và vóc dáng cơ thể cho đến làn da cũng bị thay đổi. Chính vì vậy thời gian này chúng ta hãy dùng ngay sản phẩm đông trùng hạ thảo Hongchu Wonhuan để bồi bổ lại cho sức khỏe của mình, giúp cho làn da đẹp lên, giúp cho vóc dáng cơ thể của chúng ta trở về trạng thái cân đối. Giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn tiền mãn kinh. Giai đoạn này thì chị em phụ nữ chúng ta phải đối mặt với sự thay đổi về nội tiết tố trong cơ thể đúng không ạ? Nào là nám da, rụng tóc, rồi cho đến việc stress trong cơ thể nữa. Thì khi sử dụng sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân hơn, giúp chúng ta đón nhận giai đoạn mãn kinh một cách vô cùng tuyệt vời. Vâng, đến giai đoạn mãn kinh thì sao ạ? Giai đoạn này là giai đoạn đã bắt đầu xuất hiện những bệnh lý trong cơ thể, khiến cơ thể chúng ta mệt mỏi, suy nhược thần kinh và hoạt động của các cơ quan trong cơ thể thì bắt đầu rời rạc hơn. Sử dụng ngay sản phẩm đông trùng hạ thảo Hongchu Wonhuan thì sẽ giúp cho bạn ngăn ngừa được lão hóa, đẩy lùi được các bệnh lý do vấn đề mãn kinh gây ra. Giai đoạn thứ 6 là giai đoạn tuổi già. Vâng, giai đoạn này thì chúng ta không cần phải nói nhiều nữa rồi. Việc mà chúng ta cần phải bồi bổ sức khỏe là điều vô cùng quan trọng đúng không ạ? Chính vì vậy nên sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hongchu Wonhuan sẽ giúp cho bạn có được thể lực tốt nhất, tăng cường được sức đề kháng, đẩy lùi được bệnh tật. Chính vì vậy 6 giai đoạn mà chị em phụ nữ chúng ta cần phải trải qua thì không thể thiếu được việc bồi bổ sức khỏe bằng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hongchu Wonhuan. Chính vì vậy video này Nga chỉ muốn nhấn mạnh rằng sản phẩm này cực kỳ tốt cho chị em phụ nữ. Nếu như bạn đang ở một trong 6 giai đoạn mà Nga vừa kể trên thì ngay lập tức hãy bồi bổ cho cơ thể mình sản phẩm đông trùng hạ thảo Hongchu Wonhuan để có được sức khỏe tốt nhất. Và sản phẩm này thì bạn cũng có thể sử dụng để làm quà biếu cho những người thân trong gia đình mình, từ anh xã cho đến ông bà, bố mẹ, những người thân yêu mà bạn mong muốn họ cũng có được sức khỏe. Thì hãy tặng ngay cho người thân của mình sản phẩm đông trùng hạ thảo Hongchu Wonhuan. Nga tin chắc rằng chất lượng cuộc sống của bạn sẽ cải thiện một cách rõ rệt và bạn sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt mua hàng một cách nhanh nhất thì bạn hãy truy cập ngay vào đường link website mà Nga để sẵn trong phần mô tả dưới video này, và hãy liên hệ với Korea Shop 24 giờ chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn qua số điện thoại hotline 0976 148 590. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ bạn và giao hàng trên toàn quốc một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.